Wow.
chưa rõ lắm tại vì là tại vì tất cả các hacker này nó cũng chung chuyện nhau, không thể bỏ hàm và xếp hàm, nhưng có thể là đối với các hacker này có thể giữa khác nhau chẳng hạn, nhưng người ta nói là khác cả những sân bay là những phương lên nó khác nhau, ví dụ như đối với cả go out cũng là skill nó là go out, còn đối với là quả cũng mình để đặc biệt là thì cho cái hàm này đang có thể là cái test đây là cái đang tôi nói là gì nó bỏ nó, tuy nhiên là đối với các cái đối với cái khay đất này chúng ta đấy chúng ta chỉ gọi mới gọi như nào là tất cả các khay đất là các cái class khác nhau và thông qua đặc tơ này đưa về các cái đây là ta đổi cũng như là mỗi cái và skill và một phần đây là cũng là loa thì đây chúng ta cũng có tùy vào áp thì chúng ta sẽ chúng ta áp thơ này nó là cái sử dụng thì chúng ta có thể dùng đây có nghĩa là đây nó tính dùng cao hơn à, tức là dùng cái đa này có thể là nhau là hai đa cơ được cho nên đa cơ một có thể là trong này có thể diễn ra nhiều cái phong cách và khác nhau nó có thể gì đó là ăn đổi hoặc là đi chơi đi sẽ đã lập chuẩn và sẽ Thank you.
thì tôi phải là một dạng là class để chúng ta đảm bảo là các cái class ấy, đủ các cái biến hóa thì tôi phải là chúng ta khai thác nó phải giao tiếp với nhau thì khi chúng ta định nghĩa tôi phải là khi mà các cái tôi phải thì các cái đủ các cái biến hóa và các cái định nghĩa của tôi phải là nó phải có hàm là các set line set không khi nó dẫn đủ thì chúng ta sẽ nó không được. Còn là abstract class đó, abstract class là để chúng ta kế thừa các lớp trước chúng ta kế thừa. Cái này thì nó liên quan đến lập trình đối tượng. Abstract class này cũng là cái lớp trước chúng ta kế thừa về con. Thì thắc mắc tại sao là chúng ta chỉ nhận thủ đoạn abstract hai này hai kiểu khác nhau mà cũng khác nhau. Abstract là chúng ta định nghĩa là một lớp biểu tượng để hàm chung cho các cái thức con từ nghĩa là thức con nó cũng như khác nó biểu tượng. Thì thứ phẩy ở đây là nó quy định là nó định nghĩa là cái hàm này cái class này phải có cái hàm cái biến hóa tên là như vậy. Nếu mà biến hóa là như vậy thì hai cũng đủ hai kiểu khác nhau. Cái vấn đề của Optimus này là khi chúng ta tạo ra một cái class khác nhau và cái class này nó có những mối liên hệ với nhau thì nếu chúng ta ở đây giải thích là nếu chúng ta tạo ra các cái class mà nó quá khó chúng ta sẽ chẽ nhau cặp cặp một cái chúng ta được tái sử dụng chúng ta sử dụng cái bên ngoài thay vì thế chúng ta sẽ tạo ra chúng ta cho để nào đây một ví dụ để người ta có bây giờ đây là data hay là các dữ liệu để sử dụng nó đúng không? Cùng làm cái data này chúng ta có các lớp khác nhau. Đây là đạt các bạn đầu tiên khi hàng ngày thay đổi dài data thay đổi dài thì hàng ngày thay đổi theo. Nhưng mà theo cách làm truyền thống là chúng ta có hai cái sắp xếp này đúng không? Thì là cái thay đổi và cái này sẽ có update và này thường giao diện là và khi thay đổi data nó gọi là update data này nó thay đổi như vậy là cái thằng này nó nếu mà xây dựng một cái class mà cứ theo kiểu đó thì cái thằng này nó phải có update của các bạn. Thay vì cái đấy thì chúng ta cho cái cách thằng này observe ở trong class thôi được rằng là quen thì khi thằng này thay đổi thì cứ thằng này thay đổi ra như vậy khi giao thêm cái gì mới chúng ta chỉ biết gì mới để thôi là chuyển thay đổi observe. Vậy là cái tái sử dụng cái này thay vì chúng ta nó thêm một cái nữa đây chúng ta sẽ biết thêm cái đặt cốt nó để khi nào thay đổi nó còn
hay de quan sát quan sát cái này thì có thể đầu tư đây cái ví dụ này nó cũng giống như cái kia rồi. Chúng ta có một cái data về hai dữ liệu về nhiệt độ của bão. Chúng ta có cái chủ diện thứ nhất là nhiệt độ này. Bây giờ nhiệt độ là âm 10 độ C thì quá thấp rồi. Chúng ta bằng cách là thay đổi cái data này thì cái biểu diễn ở đây nó sẽ thay đổi theo. Thank you.
truyền thống của Nhật Bản trong phòng lập
cái thằng khi chúng ta xét dữ liệu phải thay đổi trong một con chúng ta phải làm xét status xét đổi động của dữ liệu nhiều thay đổi thì phải update. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói nếu mà chúng ta biết riêng một hàm update một ngày của hàm update này thì khi thay vào mới chúng ta lại phải thêm cái hàm update nữa thay đổi những cái hàm update thôi. Bằng cách là chúng ta đã tách các cái observer khác nhau vào thì kiểu implement này chúng ta sẽ chụp đây là từ là học nước trong cái thằng này thấy là nó truyền cái order vào đây và nó sẽ gọi đến là get in lấy được dữ liệu thì thấy là data và dựa trên dữ liệu do thằng data cung cấp trên cái trình diện cái dữ liệu phù hợp thì có thể thằng này là ví dụ thằng này là dạng đầu tiên chẳng hạn kia là làm việc những cái chú ý còn đây là gọi là sensor cùng đây là hai loại dữ liệu gọi cùng hai trình diện khác nhau thì chúng ta gọi một là dữ liệu gọi hai loại hai kiểu dữ liệu. Chúng ta chỉ có biết gốc trên là cái gốc này chúng ta có thể là một hàm như là get wrap đầu tiên get bar hoặc là line bar hoặc là thì get bar thì chúng ta sẽ cho những cái implement cái trạng là bar hoặc là hold nhưng chúng ta là cái khác thì là cái line cái lớp khác class khác và vẽ rồi chúng ta tâm lý ví dụ như cái observer này thì được dùng trong gen để quản lý các bệnh gen của gen chúng ta học được gen và được thấy là trong gen sử dụng cái event manager event để observer cho các cái event xảy ra trên event là chúng ta có được request để xử lý cái event này thì xong rồi tạo thêm event khác để cho các bạn các từ này bao giờ mình tạo không? Thank you.
là hiểu hết rồi đúng không? Hay là MC cái này thì nó không làm một cái ra vì anh ra các thứ mình được đưa ra đầu tiên một cuốn sách của bốn tác giả của nó một cuốn này vì là MC thì nó không làm một cái trong những thời gian phim kinh điển của MC bạn bây giờ cũng rất nhiều các ta nghe mô hình MC nhiều. MVC là model view controller đúng không? Tại sao ta đưa ra mô hình này? Cái mô hình này là trong lập trình thì rất hay dùng cho bạn. Đối với lập trình là có mô hình đối với của bạn. Thì cái vấn đề của nó là gì? Nếu ví dụ với lập trình PHP chẳng hạn đúng không? Thì cái lập trình theo kiểu vừa rồi chúng ta ta trộn lẫn cái phần view các phần input HTML để mình xin cái điều kiện vào trong các cái class chúng ta bây giờ chúng ta muốn thay đổi từ cái này thì mình tin vật nhận được lên thay đổi vào và khi mà chúng ta từ từ liên hệ thay đổi thì chúng ta rất quan tâm sự từ thắng chúng ta sự thay đổi là bây giờ chúng ta sẽ dễ lệ tên đất khác mà người ta nhìn ta là mới nếu tên đất khác mà chúng ta trộn lẫn cái cốt từng lời về tên như này tức là khó mất thời gian để thay đổi đấy, thì đẹp đấy thì chuyển sang chúng ta được bảo hành người ta sử dụng mô hình MVC đây là tách riêng ra data riêng ra view thì cần tách người riêng ra và thêm một thằng controller tương tự nữa. Như vậy là ta khi chúng ta cần thay đổi phần gì thì thay đổi phần đầu tiên là mô đồ này sẽ đại diện cho chúng ta ra như là khi liên quan đến khi liên quan đến tập lơ sẽ đầu tiên là nó sẽ yêu cầu mô đồ là chúng ta đã sử dụng chúng ta lấy danh sách các học sinh chẳng hạn đúng không, mô đồ này nó sẽ tôi cái đấy chúng ta thấy là việc tạo cái class class nó run để nó run thế nào cái tên này là cái gì là cái gì ta thấy là chúng ta tạo ra ba class controller Bootstrap này là nó chỉ là cái tam thôi mà có thể còn hơn phải là tức nó là tạo ra một cái nó tức là sẽ cho em được
đây là để cái trong controller này. Chúng chat này là cái đầu tiên đây để tạo một tập chính xác cái thông số của gọi là action. Giờ thấy có một gọi là action, tức là trong controller có các action khác nhau. Mỗi action thì chúng ta phải có control. Đào hai cái sự là index và list data là với các sự khác nhau cũng trả về các phần các cái hình thức khác nhau trên thấy ở đây là tức là cái câu lệnh này là controller để gọi cái biến pháp là có cái tên bên trong cái biến pháp sự thế còn đúng không trong đó cái biến pháp là cái action và index tức là gọi controller tên là index index tức là gọi cái tháng index nếu cái giá trị của biến list là action là bằng list data thì sẽ gọi cái là chúng ta xem biến action này là bằng gì? Action này là cái trong đấy là string với quả chúng ta là từ là biến action thì nó được set action không thì mặc định là index thì chúng ta set gì đó mình đang chỉ rõ là action bằng gì là cái gọi vẫn là lũ họ cho lơ để xin nhau trả về và để view đây là mình để hạ lũ trap ra lấy cái action từ cái và đưa vào biến diện action và đây cái hàm răng này sẽ gọi lên cái action nằm trong có tên nằm trong chúng ta quay lại controller sẽ thấy gọi đến hàm index nó index thì đơn giản hơn nó thì làm review có tên hàm nên vì list data là tạo một bộ đồ lấy cái ra và tạo ra một view mới và truyền dữ liệu này cho view và tạo view này nó sẽ dựa trên dữ liệu này và trả về cái mã nữa tức là với các cái chúng ta có thể có nhiều cái view này đối với xin này một đồ thì đơn giản trả về data để chúng ta tích cái data này bình thường thì trong một đồ này sẽ làm chứng nhận trong việc có thể chúng ta sử dụng cái dữ liệu ra cô đi của chúng ta để trả về cho chúng ta đây trong việc ví dụ chúng ta sẽ là trả về cho cô đi và cái view này chúng ta quan trọng nhất là bây giờ chuyển dữ liệu vào
Nếu chúng ta không hãy dùng mới đúng không ạ? Đây là kép. Nó lấy một tiếng kêu lại bằng nó. Thế
Thank you.